Chúc các bạn xem video vui vẻ, buổi sáng vui vẻ. Hãy đọc comment đây. Người ta kêu mình anh đi câu cá đi. Câu cá đã làm mấy clip rồi nhưng mà fan người ta vẫn thích mình làm những clip câu cá như vậy. Mấy đứa xách cần câu lại đây. Cá thì chưa chắc đã có nhưng mà cần câu thì có thừa. Ê giờ đây. Cây này cây gì vậy? Cái cây cần câu cái đầu nó càng ngày nó phải càng nhỏ lại chứ. Cái cây cần câu của cưng anh nhìn nó từ A tới Z nó bự như nhau vậy á. Cây của cưng đâu? Này là cái gì vậy? Cần câu. Tưởng đâu ống hút thuốc chứ. Ê giờ vậy cô nương này ngày hôm nay cây cần câu thì có bự quá đi ha. Da đen cũng vậy rất tốt. Cần câu đâu? Không có. Để em làm cần câu xong cái đã. Anh này không có đem cần câu theo, bây giờ kiếm đại cái cây nào đó rồi buộc cái lưỡi câu vào nè các bạn. Rất là dễ. Mập địch này cần câu đâu? Đây. Này là cái gì vậy? Dạ cây cần câu. Đâu để cây cần câu xuống coi. Cưng nhìn cái cây cần câu này cưng thấy nó có hợp với cưng không? Bây giờ còn đợi gì nữa, cùng nhau đi kiếm một cái hồ nào đó đi câu cá thôi rồi quay phim tiếp cho các bạn coi. Ủa anh Vinh, mình đi câu cá không có vít nước đá sao uống? Chứ là anh chưa có mồi nữa kìa. Ừ đúng rồi đó. Mồi gì giờ ta? Tép đi. Đây chính là mồi trùng đây các bạn. Chúng tôi đã đào xong và tép cũng đã mua rồi. Bao nhiêu đây? 2.000 đồng thôi mà 40 con. Nước đá vậy tới đây. Rồi đứa rửa cái này đổ cái này ra, đứa rửa cục nước đá. Không thể nào thiếu ba cái xô đã đựng cá rồi các bạn ha. Một xô, hai xô, mình cầm hai cái. Bạn này đây cầm một cái nữa. Xóm mình cái hồ tôm này nó rất là nổi tiếng, hồi nhỏ tới lớn không biết luôn. Ở trong đó nghe đó nói là cá nhiều dữ lắm đó, thả câu xuống là nó sẽ cắn. Wow. Giờ cho team của mình trở thành trình đi tới đó đây. Bạn có thể thấy một con đường rất là hoang vắng, hầu như không có ai hết luôn. Đây con đường đây, vắng tanh. Đang chạy vô nè, nó nói chạy vô có 1 giây, 2 giây rồi mà nãy giờ chạy 2-3 phút chưa tới nữa. Mấy trẻ trâu này dụ tôi hay gì? Rồi, xem nữa lũi xuống hầm luôn rồi. Trời đất ơi, chạy bình thường không có xong rồi, giờ chạy qua cái lỗ này nữa. Ây da. Thôi thôi anh bỏ xe ngoài này đi chứ anh chạy vô không có được đâu. Chính là cái hồ tôm đây, các bạn nhìn thấy. Anh phải đi ra đường này nữa rồi mới ra cái hồ bự ngoài nữa mới câu được. Là làm sao? Là bây giờ là phải chui qua cái lỗ này nữa hả? Trời ơi, xuống lẹ lên. À, mập địch thì có chừng lăn với hầm cá chết hết nghe cưng. Rất là khó đi nha các bạn. A few moments later. Lấy mồi ra, móc vào lưới câu thể hiện cái đẳng cấp câu cá của mình đi nào. Còn đợi gì nữa mấy đứa? Bứt một cục thịt nhỏ xíu thôi. Cái cục thịt bự quá, con cá cái cổ họng nó có một chút hà. Một miếng tép bự quá. Đó. Đây nè, anh đánh câu cá mập nè. Đó, nhìn theo anh học hỏi. Chưa? Đâu? Nặng ra lấy thịt thôi, đừng lấy vỏ. Móc khéo khéo một chút á. Ừ. Rồi, ok rồi, thả mồi xuống đi ngáo ơi. Rồi, thả xuống. Dục xuống. Câu cá từ xưa giờ em câu hoài hà. Còn đây là lần đầu tiên em câu cá. Em chắc chắn là em câu sẽ dính. Chuẩn bị nó nhúng lên là giật lên. Trời, giật mạnh. Thả cá vô. Rồi múc miếng nước thả vô đây đi. Múc bằng chân luôn nè. Hầm nó cao quá. Múc đâu có tới. Ây da. Một con cá nè các bạn. Dính nữa rồi. Trời ơi đâu mà dính hoài với cưng. Tháo gà tháo khéo léo thôi. Ừ thả vô đây. Hai con nha các bạn. Mình mới gắn thêm một cái camera ngay đây nè các bạn thấy không? Là khi nào mà cá cắn câu á, mình sẽ quay luôn cái quá trình nó cắn giật lên. Rất là đẹp luôn. Tập mở ra đi, lớn lên cũng có chồng rồi làm ăn à. Ui thằng ngáo đã lập công rồi. Đi ra đây mở ra. Cái hầm này đẻo quá trời ơi. Công nhận cái hồ này đầy cá luôn anh Vinh. Hồi nãy giờ em nhét 7-8 miếng mồi mà dính hết luôn á. Nãy giờ em câu được có 2 con hà mà em nãy giữ anh ghê trời. Nãy giờ nó câu được 12 con em đếm đi đếm lại á. Ghê thiệt. Đợi cưng cắn mồi xong chơi mồi gì đó. Trời ơi khoan. Gắn cái mồi này sao ăn? Cái con cá nào ăn được cái mồi này của cưng? Gắn thịt á. Hết tép rồi. Giật lên Vinh, giật lên. Mày hả cá chống với tao hả mày? Nè. Dẹp cá lên đi. Bắt con cá lên rút ra đi. Mày hả mày? Trời ơi tưởng là con cá văng trời luôn rồi chứ.
giật cá mạnh quá. Rồi thôi anh Vinh, hồi đó giờ em chưa bao giờ câu cá mà đã như ngày hôm nay á. Cá này nhỏ quá, múc ra thả lại dưới sông đi. Coi chừng con cá nãy em cá này hơi nhỏ, tháo ra thả dưới sông lại đi. Cá đấy, hơi nhỏ rồi. Nó nhỏ sao mà sung dữ vậy? Ừ, nó nhỏ nhưng mà nó sung. Giật lên Vinh ơi. Rồi mất tiêu rồi. Vinh con còn bình phúc à. Anh không chịu múc trên đây nè. Tắt 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 tắt. Làm gì vậy? Em uống. Anh chưa uống nữa, mày uống. Tao đặt hàng nhất luôn á. Em uống đi, em đặt hàng nhất mà. Vinh nhỏ không anh Vinh? Đó, tao ăn đại em vô nhất. Đó là gì? Thả luôn đi, con này nó nhỏ quá. Trời ơi, câu cá đằng này chém quá. Thả xuống là ăn, thả xuống là ăn. Chém quá. Ơi, câu cá dính kiểu không dữ. Ơi, lần đầu tiên thấy dính cá kiểu độ. Nè, dính cá mặn cá nằm ngang luôn chứ. Khoan khoan, để coi cái lý do sao nó dính vậy. À, cái lửa câu quấn vô cái vây của nó, hèn chi nó dính ngang luôn. Tháo ra đi. Quá mát mà vừa giật lên cái thảy xuống cái giật lên thảy xuống lại cái dính liên tục phải không? Dạ. Rồi có cảm thấy nó vui như lúc trước nữa không? Hết vui. Giật mạnh lên lần nữa, dính vào kẹt, dở lên dở cao lên tiên. Ừ, trời ơi, câu dính xong mà cưng phải quay cái đầu lưỡi câu đi vô bờ. Ừ, cong theo. Đó, đã ra rồi. Hả? Ủa lộn, thả bên này nè. Chưa ăn hả? Nãy giờ em thấy nó ăn đó, em lại em quay phim cái em nó hết ăn rồi. Dính nữa hả? Thôi các bạn nhìn thấy khổ không? Dính hoài. Đâu đâu muốn dính đâu, cũng dính nữa. Ây da, ở hầm này cá bự hết nè. Hầm bên này hả chị? Hầm bên này cá bự nè. Hầm này nè. Lâu lắm mới dính nhưng con. Nhưng mà khoảng 1 năm mới dính con nha. Anh dính lên cá bự, cá bự. À đó, bự gì, chụp đi. Cá bự thiệt. Em được 2 con cá bự rồi đó. Cá của mấy đứa nhỏ chứ thấy bành kia không? Nãy giờ Cương thả vô trong cái gì à? Thả vô cái gọng của em đó. Đâu đâu thả vô coi. Ồ, tôi mới biết có cái vụ thứ dữ này nữa nha các bạn, một kiến thức mới. À, khoan khoan, cầm đó dở lên coi, nãy giờ câu dính mấy con. Thôi, một đống luôn các bạn, nhìn kìa. Mình đem đi theo mình câu cá xong mình thả cá vào đây, thả nó xuống nước sẵn gọng luôn, cá nó không có chết nha. Trời ơi, con tiên nó giật cái lưỡi câu kìa, nó giật vậy con cá nó cũng gắt cái miệng nó sảy à. Câu cá không dính thì nó buồn, mà dính nhiều quá thì nó chán. Uống miếng sữa các bạn, sáng không gà quay phim đâu ăn sáng đâu, pha sữa uống không à. Bởi càng ngày càng ốm. Còn mấy đứa trẻ trâu này đi đóng phim thì càng ngày càng mập. Vẫn đi ăn không à. Còn mình thì không có thời gian ăn sáng luôn. Còn mình câu hồi sớm bây giờ cũng đã khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi các bạn. Dính cũng khoảng 4-5 ký cá gì rồi, nhiều lắm. Rồi, giải tán, giải tán. Coi coi có ai cần cá không, bọn mình chỉ câu chơi thôi. Chị xin 5 con à, em cho chị 8 con. Chị xin em 8 con thử đi, em cho chị nữa 8 con. Em cho chị 5 con. Thấy không? Người thì câu cá ăn, mình thì câu cá chơi mà mình đâu có ăn đâu. Bởi mình cho đi, ăn làm gì? Rồi. 5 con à. Không có 8 nha. Đây nè, bắt đi, thích con nào bắt. Đang quay lên phim đồ chứ. Thích con nào bắt con đó đi. 1 con. 1 con. 2 con. 2 con. Để đó luôn á. 3 con. Còn bên đây có bự không? Bự đó. Bự bự mà. 4 con. Con nữa. 5 con, 50 ngàn.
chế hết hai xô qua. Chế nước. Đại nè, chế nước là chắc ra cũng được vậy. Rồi chắc nước vớt ra đi. Nay rất là vui luôn, mặc dù trời nắng gắt này kia, nhưng mà phải nói câu cáo là một cái video quá là thành công. Các bạn có thể nhìn cái cảnh ở đây nè. Này gọi là hồ tôm. Là cái hồ kia nó là sao ta? Là giống như cái hồ mà nó có nối với các con sông á hả? Rồi cá ngoài sông chảy vô hồ này hay dạ. Sao? Phải chi cá của tôi câu á là tôi thả hết rồi, tôi câu cá với tôi làm gì tôi chơi thôi chứ tôi không có ăn à, nói chung là tôi không có sát sinh đó. Còn giờ ở đây cá là do các bạn nhỏ này này tổng hợp lại câu được, cho nên tôi phải tôn trọng hỏi ý kiến của bọn chúng, thì bọn chúng quyết định là số cá này dành tặng cho bạn Vũ Tham. Rồi bọc rách là lấy bọc vàng đi, bắt cá thả qua rồi. Coi ổng vớt cá kìa, nhìn thấy mắc tức. Giờ ông ví dụ như một ký cá rô ngoài chợ bán nhiêu ta biết không? Chúc các bạn xem video vui vẻ và hẹn gặp các bạn ở những video sau nha. Bye bye. Bye bye. Đây, đi các bạn, chơi chiều sâu. Trời ơi, kè đó nữa kè. Cái ghế gãy luôn rồi. Đưa đây, lụm luôn đi, quăng vô cái bao của cân đi. Lụm hết, lụm từ đồ trong nhà đi ra tới đồ ngoài đường trước. Khủng quá, mày cái chén này người ta đâu có mua đâu. Trời ơi. Wow. Của A Đại và của Thành Ngáo nè các bạn ơi. Đổ ra đây đi cân.